Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết, Triều Tiên có thể đang cân nhắc một vụ thử hạt nhân gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để nâng cao vị thế của nước này. Theo hãng tin Bloomberg, cảnh báo trên đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang triển khai các đầu đạn mới có khả năng tấn công Mỹ và các đồng minh của nước này ở châu Á. Ông Shin cũng cho biết, Seoul sẽ ký thỏa thuận với Nhật Bản và Mỹ để chuẩn hóa quy trình theo dõi tên lửa phóng từ Triều Tiên. Ông đã đến Tokyo để ký thỏa thuận với Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo lợi ích trong hợp tác an ninh, bao gồm đẩy mạnh tập trận chung. Ông Shin nói, Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành thử hạt nhân khi có quyết định. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng thời điểm quyết định đó diễn ra ngay trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để tăng đòn bẩy chống lại Washington. Lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 9 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây được xem là quả bom nguyên tử mạnh nhất của nước này cho đến nay, với sức công phá ước tính từ 120 đến 250 kiloton. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 1 năm 2023, Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul ước tính Triều Tiên đang sở hữu khoảng từ 80 đến 90 đầu đạn hạt nhân. Nước này đang hướng tới mục tiêu sở hữu từ 100 đến 300 đầu đạn trong dài hạn. Ông Shin cho biết, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các vụ phóng tên lửa kể từ tháng 12 và đã đưa ra các quy trình vận hành tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin. Chuyến thăm Nhật Bản của ông Shin là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tới quốc gia Đông Á trong 15 năm qua. Hợp tác giữa Tokyo và Seoul đã phát triển sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhậm chức cách đây khoảng 2 năm và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ từng rạn nứt do các vấn đề lịch sử. Điều này dẫn đến việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng cường hợp tác ba bên, giúp các quốc gia châu Á xích lại gần nhau hơn về các vấn đề an ninh. Mỹ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai quốc gia. Trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Shin đã hoan nghênh mối quan hệ được cải thiện và cho biết điều này vì lợi ích của cả hai quốc gia. Về phần mình, Triều Tiên đã nhiều lần chỉ trích mối quan hệ hợp tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các cuộc tập trận chung giữa các bên, cáo buộc đây là động thái thách thức. Theo trang Pravda, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự đoán nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay lập tức. Trong một bài bình luận trên tờ Wall Street Journal xuất bản mới đây, ông Pompeo nhận định không có bằng chứng nào cho thấy nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Trump sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng Nga. Cựu Ngoại trưởng Pompeo tin rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế của Ukraine là ông Alexei Kuch mới đây cho biết không nên tin vào những gì mà ứng cử viên thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ là ông Donald Trump đã nói. Vị cựu Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thực sự không có bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine. Theo ông Alexei Kuch, ông Donald Trump thực sự chỉ có ý định đóng băng cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vài năm, có thể là hết nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông, rồi sau đó mọi việc sẽ do người khác giải quyết. Theo vị chuyên gia Ukraine, từ trước đến nay, ông Donald Trump nổi tiếng vì những phát ngôn bốc đồng và làm việc ngẫu hứng, nên mặc dù vị cựu Tổng thống Mỹ này đã nói rằng ông có kế hoạch kết thúc xung đột trong 24 giờ hoặc 48 giờ, nhưng rất có thể không có bất cứ kế hoạch định trước nào cho Ukraine. Điều này không chỉ được dự báo cho tương lai mà thực tế đã chứng minh là ngay trong nhiệm kỳ trước của ông, từ năm 2017 đến năm 2021, ông không có bất cứ kế hoạch nào về Ukraine. Chuyên gia này thừa nhận rằng có một số lợi ích nhất định cho Ukraine dưới nhiệm kỳ Tổng thống trước đây của ông Donald Trump, nhưng nó không dẫn đến hòa bình lâu dài. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine, thậm chí cả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump cho biết với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh Channel One, Cố vấn Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev cho biết, trong kế hoạch quân sự tại Ukraine, hiện tại chúng tôi đang có lợi thế. Trong khi đó, phương Tây và Ukraine muốn hướng đến việc khôi phục lực lượng. Họ cần được nghỉ ngơi. Do đó, tất cả những tuyên bố liên quan đến việc đàm phán đều mang động cơ chiến thuật. Trên thực tế, nếu chúng ta xem xét hành động của họ, họ không thực hiện bất kỳ bước nào để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Patrushev nhấn mạnh trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố mình sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Trong một tuyên bố riêng rẽ, ông Bogdan Bespanko, thành viên của Hội đồng Tổng thống Nga về quan hệ liên sắc tộc, nhận định rằng khả năng khởi động các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong năm nay vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, chưa có sự hiểu biết rõ ràng về cách thức và điều kiện của chúng. Ông Bespanko chỉ ra rằng vào cuối năm nay sẽ có một Tổng thống mới ở Mỹ và Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn với việc các nhà tài trợ quân sự lớn như Đức dự kiến sẽ giảm hỗ trợ vào năm 2025. Moscow đã nhiều lần tuyên bố họ đã sẵn sàng đàm phán, song chỉ ra ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự, đồng thời nói thêm rằng xung đột ở Ukraine có thể chuyển sang hướng tới hòa bình với điều kiện phải tính đến những thực tế mới trên thực địa. Vừa qua, một tín hiệu đáng chú ý đã xuất hiện liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi giao tranh nổ ra. Tại cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Quảng Châu, ông Kuleba đã khẳng định sự sẵn sàng của Ukraine trong việc tiếp tục đối thoại và đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải được thực hiện một cách hợp lý và thực tế nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt để giảm thiểu thêm thương vong. Trong cuộc gặp với Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Vatican, những phát biểu này cho thấy Ukraine đang mở ra cơ hội cho đàm phán hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc xung đột. Trong nhiều năm gần đây, thông tin về việc Nga đang muốn phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng VTOL vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trên các trang báo chí của Nga. Mặc dù tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec vẫn giữ im lặng, tuy nhiên, những người trong cuộc cho biết ý tưởng này bắt nguồn từ phòng thiết kế Jakovlev, một đơn vị tiên phong đối với công nghệ VTOL. Theo trang Top World, Jakovlev đang cân nhắc việc khôi phục lại bản thiết kế tiêm kích Yak-141, chiến đấu cơ VTOL siêu âm đầu tiên trên thế giới, thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần đầu vào năm 1987. Yak-141 là máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng đa chức năng trong mọi điều kiện thời tiết, có tốc độ siêu âm, do Cục Thiết kế Jakovlev của Liên Xô thiết kế. Vào những năm 1970, máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh thẳng đứng đầu tiên của Liên Xô Yak-38 được đưa vào sử dụng và trở thành máy bay chiến đấu cánh cố định đầu tiên biên chế trên tàu của Liên Xô. Tuy nhiên, Yak-38 có hiệu suất kém và không phải là máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh lý tưởng vì nó tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu, chậm, không có radar trên không và khả năng chiến đấu thấp. Yak-141 là máy bay chiến đấu một động cơ một chỗ ngồi, động cơ chính là loại R-79 với lực đẩy 15.500 kg và hai động cơ phụ là loại RD-41, lực đẩy 4.100 kg được bố trí phía sau buồng lái do Cục Thiết kế Tumansky phát triển. Tốc độ tối đa là 1.800 km/h khi hành trình ở độ cao 11.000 m so với mặt đất đạt tốc độ là 1.250 km/h, trần bay 15.000 m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 19,5 tấn, sải cánh 13,97 m, dài 18,3 m, cao 5 m. Yak-141 được trang bị pháo 30mm GSH-30-1, 150 viên đạn, có thể mang tên lửa không đối không tầm trung R-27AA-10, tên lửa không đối không R-73AA-11 và tên lửa không đối không tầm ngắn R-60AA-8. Mặc dù chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt hoặc sử dụng rộng rãi, tiêm kích Yak-141 vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử với tư cách là máy bay VTOL siêu âm đầu tiên trên thế giới. Trong khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang phải đối mặt với những thách thức tại Ukraine, nhiều cuộc thảo luận lại đang được tiến hành về việc triển khai máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2050. Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của bản kế hoạch này xét đến những khó khăn mà Nga đang gặp phải với thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình hiện tại, đó là chiếc Su-57 mãi chưa hoàn thiện, còn Su-75 mới chỉ là mô hình trình diễn. Ông Pavel Luzhin, một chuyên gia nổi tiếng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đã lưu ý trong bài phân tích gần đây rằng đó là một tham vọng viển vông, mặc dù một số quan chức chính phủ tin rằng điều đó có thể đạt được, nhưng đây không phải hiện thực. Việc bắt chước nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này chỉ là một vỏ bọc để đảm bảo nguồn tài trợ, nhưng không có gì đáng kể đằng sau. Mặc dù vậy, chủ đề này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga khi các chính trị gia thường khuấy động chủ nghĩa dân tộc bằng cách ca ngợi sự vượt trội của vũ khí do nước này sản xuất. Họ cho rằng việc từ bỏ hoàn thiện chiếc Yak-141 để người Mỹ học tập và tạo ra phiên bản F-35B là sai lầm lớn, Chính vì vậy, Nga cần dẫn trước một lần nữa khi tái khởi động dự án Yak-141 và nâng hẳn nó lên tiêm kích thế hệ 6, bất chấp khó khăn phía trước là vô cùng lớn. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Một tàu chở dầu nữa vừa chìm ngoài khơi Philippines. Trong bối cảnh hậu quả từ vụ chìm một tàu chở 1,4 triệu lít dầu cách đây vài ngày vẫn chưa được khắc phục. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, chuẩn đô đốc Armando Balillo cho biết, tàu chở dầu MTKR Jason Bradley bị chìm ngoài khơi vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 7 giờ địa phương. Theo ông Balillo, 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến hiện trường vụ tai nạn và xác định vị trí tàu chìm. Nhóm nghiên cứu đã xác nhận có một vệt dầu loang trong khu vực này và đang triển khai các phao chắn dầu nhằm bảo đảm vệt dầu không lan rộng. Các hoạt động cứu hộ có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Ông Balillo cũng thông báo lực lượng chức năng Philippines phải hoãn thu hồi nhiên liệu từ tàu chở dầu MT Terranova bị chìm trước đó ở vịnh Manila, trong khi nỗi lo về một thảm họa môi trường ngày càng tăng khi dầu rò rỉ bắt đầu tràn vào bờ. Ông Balillo nêu rõ việc hút 1,4 triệu lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ khoang tàu MT Terranova sẽ bị lùi đến ngày 30 tháng 7 để thợ lặn có thể bịt kín 9 van rò rỉ nước. Theo ông Balillo, bất chấp thời tiết xấu, các thợ lặn đang cố gắng bịt kín các van này nhằm ngăn chặn dầu bị rò rỉ thêm. Trước đó, tàu chở dầu MT Terranova bị chìm ngoài khơi thị trấn Limay, cũng thuộc tỉnh Bataan, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và Philippines phải đối mặt nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu tồi tệ nhất từ trước đến nay. Ông Balillo cho hay, dầu bị rò rỉ hiện đã tràn đến vùng bờ biển, ở bờ biển thành phố Hagonoy, cách Manila khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Các đội dọn dẹp của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được điều động đến khu vực này để phun chất phân tán dầu. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ước tính được những thiệt hại đối với bãi biển này do sự cố tràn dầu gây ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cảnh báo rằng nếu toàn bộ dầu bị rò rỉ sẽ gây ra thảm họa môi trường. Cơ quan này cũng đã kêu gọi ngư dân tạm dừng đánh bắt cá ở vịnh Manila để tránh tiêu thụ cá bị ô nhiễm. Các vụ chìm tàu xảy ra trong bối cảnh mưa lớn dưới ảnh hưởng của bão Gemi kết hợp cùng với gió mùa đổ bộ vào Manila và các khu vực lân cận. Philippines từng phải đối mặt với nhiều vụ tràn dầu. Năm 2023, lực lượng chức năng của Philippines đã phải mất nhiều tháng để xử lý sự cố tàu chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp bị chìm ngoài khơi đảo Mindoro ở miền trung nước này, gây ô nhiễm các bãi biển ở khu vực này, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành đánh bắt cá và du lịch. Theo tờ South China Morning Post, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ đưa vào sử dụng tên lửa sát thủ tàu chiến mới nhất, tên lửa đất đối hạm Type-12 nâng cấp, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Thông tin chi tiết về tên lửa đất đối hạm Type-12 nâng cấp đã được nêu trong sách trắng thường niên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, được công bố vào đầu tháng này. Theo sách trắng, tên lửa nâng cấp đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm trên thực địa và sẽ sẵn sàng triển khai vào năm tới, sớm hơn dự kiến 12 tháng. Bộ này tiết lộ vũ khí siêu thanh của Nhật Bản cũng sẽ sẵn sàng để chuyển giao vào năm 2026, 3 năm sau khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, khi nước này đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và tên lửa siêu thanh. Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cho biết trong sách trắng rằng Nhật Bản đang phải đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời cũng cam kết sẽ ưu tiên phát triển năng lực tên lửa tầm xa của Nhật Bản. Ông Kihara cho biết Nhật Bản sẽ mua nhiều loại tên lửa tầm xa sớm hơn dự kiến ban đầu, bao gồm tên lửa Tomahawk và phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa đất đối hạm Type-12 nâng cấp. Quân đội Nhật Bản đã đặt hàng trị giá 2,35 tỷ đô la Mỹ để mua 400 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, tầm bắn 1.600 km do Mỹ sản xuất. Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cũng đã được đẩy nhanh một năm đến năm 2025. Điều này có nghĩa là khả năng tác chiến của Nhật Bản sẽ được tăng cường đáng kể vào năm tới, khi cả tên lửa Type-12 và tên lửa Tomahawk đều được bổ sung vào kho vũ khí của nước này. Theo sách trắng, bên cạnh phiên bản nâng cấp phóng từ mặt đất có khả năng được giới thiệu vào năm tới, Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục phát triển các biến thể phóng từ tàu và phóng từ trên không của Type-12 và có kế hoạch triển khai ít nhất 11 đơn vị tên lửa này. Nhật Bản cũng đã nghiên cứu các loại đạn lượn siêu tốc HVGP và tên lửa siêu thanh từ năm 2018 như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phá vỡ và đánh bại các mục tiêu ở khoảng cách xa, qua đó ngăn chặn sự xâm phạm vào chính Nhật Bản. Theo một đoạn video được cơ quan mua sắm, công nghệ và hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố đầu tháng này, cuộc thử nghiệm HVGP trước khi phóng đã được thực hiện tại California vào cuối tháng 3 vừa qua. HVGP hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm ngoái với mục tiêu bắt đầu giao hàng vào năm 2026. Phiên bản hiện tại của HVGP dành cho các bệ phóng di động trên đường, nhưng một biến thể chống hạm tương tự như Tomahawk và GASSM cũng dự kiến sẽ được đưa vào bản vẽ. Một dự án tên lửa siêu thanh riêng biệt đã được khởi động vào năm ngoái, với mục đích bắt đầu sản xuất hàng loạt sớm. Theo sách trắng, tên lửa siêu thanh sẽ có tốc độ trên Mach 5 và tương thích với tất cả các bệ phóng, bao gồm cả trên bộ, trên tàu và dưới nước, cho phép nó tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ukraine tuyên bố đã phát triển và thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 nâng cấp có khả năng tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa tới 700 km. Việc phát triển vũ khí mới được thực hiện trên những thành tựu có sẵn trong dự án Grom-2, đồng thời còn lấy tên lửa Kalib của Nga để tham chiếu. Chương trình nói trên của Ukraine đã nhận được tài trợ từ một số quốc gia phương Tây. Các cuộc thử nghiệm mang lại kết quả khả quan, điều này khẳng định khả năng sẵn sàng sử dụng của nó trong điều kiện chiến đấu. Tầm bay lên tới 700 km tạo ra mối đe dọa rất nghiêm trọng, mặc dù trọng lượng đầu đạn vẫn chưa được xác định. Nhưng giới quan sát cho rằng Ukraine sẽ phải cắt giảm đáng kể trọng lượng đầu đạn nhằm tăng không gian cho bình nhiên liệu. Đây là bí quyết mang lại tầm bắn xa hơn. Việc đầu đạn bị thu nhỏ lại cũng gây ảnh hưởng, nhưng không ở mức quá lớn bởi với hệ thống dẫn đường tiên tiến do phương Tây hỗ trợ, độ sai lệch của tên lửa Grom-2 nâng cấp đã thu nhỏ rất nhiều. Nếu vũ khí trên được đưa vào sản xuất hàng loạt, quân đội Nga có thể phải đưa các cụm trú quân, kho tàng ra xa hơn khu vực tiền tuyến để tránh nguy cơ bị tấn công hủy diệt. Khi tầm xa tăng lên 700 km như hiện nay, về mặt lý thuyết, căn cứ không quân Novofedorovka trên bán đảo Crimea sẽ nằm trọn trong tầm bắn, kể cả khi tên lửa được khai hỏa từ khu vực phía tây nam Ukraine. Vào năm ngoái, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa tác chiến chiến thuật Grom-2, 3 tên lửa của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và 2 máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại khu vực Novoandrivka và Zeleny Gay ở Donetsk. Grom-2, tên gọi khác là Sapsan, Grom, Grim và Hrim, được mệnh danh là thần sấm. Theo một số phương tiện truyền thông, tên lửa này còn được sánh ngang với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Hệ thống tên lửa đặt trên một chiếc xe tải quân sự 6x6 được sử dụng như một đơn vị di động TEL, Transporter Erector Launcher, mang theo 2 thùng phóng tên lửa. Xe phóng được vận hành bởi kíp chiến đấu 3 người. Sau khi Liên Xô tan rã, công ty thiết kế Yuzhnoy của Ukraine đã chế tạo hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật có tên Grom. Dự án được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013. Grom thường được biết đến với cái tên sấm sét, có tầm bắn từ 50 đến 500 km, tùy thuộc vào biến thể. Những bức ảnh đầu tiên của hệ thống này đã được một trang web quân sự của Ukraine công bố vào năm 2018. Mặc dù có rất ít thông tin về loại tên lửa tối tân này của Ukraine, nhưng một số báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng nó được cho là sẽ cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Theo Eurasian Times, nếu Ukraine thiết lập các cơ sở sản xuất tên lửa trong hoặc ngoài nước này, Nga có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công thường xuyên và nguy hiểm hơn trên lãnh thổ của mình. Hàng chục chiến binh Wagner đã thiệt mạng và một trực thăng của Nga bị phá hủy trong một cuộc phục kích của một nhóm quân có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Theo Telegraph, nhóm Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimiyen, viết tắt là JNIM, đồng minh của Al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào đoàn xe Wagner gần thị trấn sa mạc Tinzaouaten trên biên giới với Algeria. Thông qua kênh Telegram, JNIM cho biết lực lượng trên đã sử dụng một số thiết bị nổ tự chế mạnh để chặn đoàn xe và cuộc phục kích đã làm thiệt mạng 50 lính tư nhân Wagner và 10 binh sĩ Mali. Các cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể mặc quân phục ngụy trang nằm rải rác trên cát. Một số thi thể đeo thành giá chính thông giáo quanh cổ. Trong số các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, xác máy bay trực thăng nằm giữa đống đổ nát của những ngôi nhà đất và một chiếc xe tải quân sự dường như đã bị lật úp. Theo thông tin xuất hiện trên các kênh Telegram có liên quan tới lực lượng Wagner, một trong số các chỉ huy của công ty tư nhân này, tên hiệu là Lotus, dường như cũng thiệt mạng trong vụ phục kích ở Mali. Lotus nổi tiếng là một trong những chỉ huy nhiều kinh nghiệm và dũng cảm nhất của Wagner. Tên tuổi của người này gắn liền với hàng loạt trận chiến và chiến dịch quân sự, những nơi Lotus chứng tỏ được phẩm chất lãnh đạo xuất sắc của bản thân. một cổ động viên Wagner và là một blogger quân sự có 250.000 người đăng ký đã xác nhận cuộc tấn công. Theo người này, đoàn xe Wagner được trang bị kém với những chiến binh chưa nhiều kinh nghiệm, đã bị dụ vào cuộc phục kích sau khi rời Tinzaouaten. Trong khi đó, phát ngôn viên Mohammed El-Maulaw Ramadan của CSP-DPA, liên minh gồm các nhóm vũ trang ly khai, chủ yếu là người Tuareg cho biết, các chiến binh Azawad đang kiểm soát ở Tinzaouaten và xa hơn về phía nam ở khu vực Kindan. Lính tư nhân Nga và lực lượng vũ trang Mali đã bỏ chạy, những người khác đã đầu hàng. Một chính trị gia địa phương cũng nói với AFP rằng quân đội Mali đã rút lui, binh sĩ và Wagner không còn ở đó nữa. Trong khi đó, quân đội Mali nói các đơn vị của họ tuần tra ở Tinzaouaten trong 3 ngày đã bắt đầu các chiến dịch rút lui. Phía quân đội Mali tuyên bố giao tranh dữ dội chống lại liên minh khủng bố vẫn tiếp diễn, đồng thời khẳng định khu vực nói trên vẫn được giám sát và tình hình đang được theo dõi đặc biệt, và 5 mục tiêu khủng bố đã bị xử lý một cách thành công. Một tuyên bố của Ủy ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về kinh tế đưa ra mới đây cho biết, theo luật pháp nước nhà và các nghĩa vụ quốc tế, chính quyền Bern không được phép sử dụng bất kỳ khoản thu nhập đặc biệt nào từ quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga. Tính đến tháng 4 năm 2024, số tài sản trị giá khoảng 7,9 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga vẫn bị đóng băng ở Thụy Sĩ. Khoản tiền này được giữ tách biệt với tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc công ty có liên quan đến Nga. Theo SDCO, nghĩa vụ báo cáo các khoản dự trữ và tài sản của Nga định kỳ hàng quý vẫn được giữ nguyên. Tuyên bố nêu trên của Thụy Sĩ đi ngược lại với cách tiếp cận của EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó thông báo đã bắt đầu quy trình chuyển 1,6 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine để tái thiết và phòng thủ. Bà Ursula von der Leyen khẳng định khoản tiền này sẽ góp phần đảm bảo an toàn hơn cho Ukraine và toàn bộ châu Âu. Nga ngay sau đó cũng đã có những bình luận trước động thái này của EU. Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh những hành động của EU sẽ nhận được những biện pháp đáp trả tương xứng. Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án kế hoạch chuyển tiền của EU cho Ukraine. Bà nói, không ít lần chúng tôi cảnh báo sẽ đáp trả gay gắt hành động đó. Chúng tôi sẽ hành động vì lợi ích quốc gia và khối 27 thành viên biết điều đó. Chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có các hành động đáp trả đối với các kế hoạch và động thái của Mỹ và EU nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này hoặc sử dụng lợi nhuận thu được từ những tài sản đó. Cụ thể, hồi tháng 5 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh yêu cầu chính phủ xây dựng các quy định chi tiết liên quan để bồi thường cho những tổn thất mà Nga và Ngân hàng Trung ương nước này phải gánh chịu do các biện pháp không thân thiện của Mỹ gây ra, cũng như cho phép sử dụng tài sản của Mỹ ở Nga để bồi thường cho những tổn thất. Sau khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga lên tới khoảng 300 tỷ euro. Trong số đó, hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, chủ yếu là nằm trong Euroclear, một trong những hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới có trụ sở tại Bỉ. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova nói, trong năm 2024, máy bay chiến đấu F-16 có mặt ở Ukraine và lập tức sẽ được sử dụng trên chiến trường. Hiện, chúng tôi đang nỗ lực tăng nhanh số lượng các buổi huấn luyện cho phi công chiến đấu, tăng cường chuẩn bị cho lực lượng hỗ trợ mặt đất và đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay. Đại sứ Ukraine nói thêm rằng nguồn cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraine dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới. Bà tiết lộ rằng các quan chức đang làm việc với đối tác phương Tây để chuyển giao đạn pháo cho Ukraine. Trước đó, các nước NATO đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine ít nhất 60 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vào cuối năm nay. Vào đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan thông báo quá trình chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong lô 24 chiếc diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với AFP hồi tháng 5 rằng Ukraine cần tới 130 chiếc F-16 để đảm bảo sự cân bằng trên không với Nga. Nhưng các nước phương Tây cho đến nay vẫn không cam kết cung cấp đủ cho Kiev số lượng này và không phải tất cả đều sẽ đến cùng một lúc. Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Ukraine vào mùa hè. Tuy nhiên, về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ngay cả khi phương Tây chuyển giao máy bay F-16 cho Kiev thì điều này cũng sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Nga liên tục cảnh báo về việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đây đã nói rằng việc cung cấp vũ khí mới bao gồm cả F-16 không thể thay đổi cơ bản tình hình trên thực địa. Chuẩn tướng Ben Berry thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS bình luận F-16 sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc xung đột vì Nga sẽ nhanh chóng tìm ra cách chống lại F-16 sau khi đã lường trước được điều này. Nhưng chúng rất hữu ích khi có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong hệ thống phòng không của Ukraine. Tuần trước, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky cũng đã chỉ ra những giới hạn về khả năng của F-16 ở tiền tuyến. Ông cho biết những chiếc máy bay này sẽ được triển khai cách tiền tuyến khoảng 40 km để tránh bị phòng không Nga bắn hạ. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay hiện vẫn chưa thấy triển vọng chấm dứt xung đột này. Israel, thông qua Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi xóa sổ hoàn toàn Hamas. Theo quan điểm của tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi, xóa sổ phong trào đang tồn tại, có đủ năng lực và sự ủng hộ, kể cả trong thế giới Hồi giáo, là nhiệm vụ không thực tế. Ông Lavrov chỉ ra rằng một số quốc gia đang cố gắng đưa ra các đề xuất thỏa hiệp mới, kêu gọi chấm dứt bạo lực từng bước một vì Israel từ chối lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngoại trưởng Nga nêu rõ một số quốc gia Ả Rập, Ai Cập và Qatar đang làm việc với Mỹ và họ cũng tổ chức một số cuộc thảo luận với Israel. Theo tôi, việc người Palestine bị loại khỏi các cuộc họp được thiết kế để cuối cùng quyết định tương lai của họ là không hợp lý. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp khôi phục sự thống nhất của người Palestine. Vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin Israel đang tìm cách thay đổi kế hoạch ngừng bắn ở Gaza. Điều này được cho là sẽ làm phức tạp thêm thỏa thuận cuối cùng với Hamas. Điều kiện mới mà Israel đưa ra là yêu cầu người Palestine di tản phải được sàng lọc khi trở về phía bắc dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Về phần mình, Hamas tuyên bố không chấp thuận những điều kiện mới mà Israel đề xuất. Ông Walid Kilani, người phát ngôn của Hamas tại Liban cho hay, chúng tôi vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn ở Gaza mà chúng tôi đã trình lên các bên hòa giải cách đây 3 tuần. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra các điều kiện bổ sung mà Hamas và các phe phái Palestine không chấp nhận. Trước đó, một phát ngôn viên của Hamas cho biết các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu do sự cố chấp và chiến thuật làm chậm và kéo dài của Israel. Phát ngôn viên này nói thêm rằng Israel cũng đưa ra các điều kiện mới vượt ngoài đề xuất mới nhất để giải quyết xung đột ở dải Gaza. Căng thẳng đã bùng phát trở lại Trung Đông vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các chiến binh của phong trào Hamas của Palestine ở dải Gaza tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công đã khiến nhiều dân thường ở các khu định cư biên giới Israel thiệt mạng và 250 người bị bắt giữ làm con tin, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Hamas tuyên bố cuộc tấn công này là phản ứng trước các hành động hung hăng của chính quyền Israel chống lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên núi đền ở thành phố Jerusalem. Đáp trả, Israel tuyên bố phong tỏa hoàn toàn dải Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine trước cuộc khủng hoảng. Tel Aviv cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào Gaza cũng như một số khu vực của Liban và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đã xuất hiện ở bờ Tây. Theo Bộ Y tế Gaza, hàng trăm nghìn người Palestine đã thiệt mạng và thương vong. Vừa qua, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib cảnh báo một cuộc tấn công lớn của Israel vào lãnh thổ nước này sẽ dẫn tới một cuộc xung đột khu vực sau khi vụ nã tên lửa xảy ra tại một sân bóng đá ở cao nguyên Golan. The Times of Israel đưa tin, Israel cho biết Hezbollah, nhóm cực đoan Liban được Iran hậu thuẫn, phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Hezbollah sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Cũng theo tờ báo này, Nội các an ninh Israel đã có cuộc họp kéo dài 4 giờ để bàn bạc về vụ tấn công. Nội các ủy quyền cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Galan quyết định quy mô, thời gian phản ứng với vụ tấn công mà Tel Aviv cáo buộc do lực lượng Hezbollah tại Liban tiến hành. Hezbollah đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan trong vụ tấn công. Với việc các bộ trưởng phản đối sự qua loa trong quá trình phê chuẩn vụ tấn công Yemen vào tuần trước, tại cuộc họp, từng bộ trưởng được trao nhiều thời gian để bày tỏ ý kiến. Theo Reuters, Mỹ đã thảo luận chặt chẽ với Israel và Liban từ sau vụ tấn công nhằm tìm giải pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết có mọi dấu hiệu cho thấy nhóm Hezbollah đứng sau vụ tấn công. Phát biểu từ Tokyo, Nhật Bản, ông Blinken nhấn mạnh Israel có quyền bảo vệ công dân của mình, nhưng cho biết Mỹ không muốn các bên gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib cho biết Beirut đã nhận được thông điệp từ các nước liên quan rằng sự đáp trả của Israel sẽ là hạn chế, cũng như phản ứng kế tiếp của Hezbollah. Theo BBC, Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo Shi'it có ảnh hưởng chính trị và kiểm soát lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất tại Liban. Hezbollah được thành lập vào đầu những năm 1980 bởi thế lực Shi'it lớn nhất trong vùng là Iran, nhằm chống lại Israel. Thủ lĩnh Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, tuyên bố lực lượng này có 100.000 chiến binh. Tuy nhiên, các ước tính độc lập cho thấy nhóm này có từ 20.000 tới 50.000 người, một số được huấn luyện kỹ càng và đã được tôi luyện trên chiến trường và từng tham gia cuộc nội chiến ở Syria. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Hezbollah có khoảng 130.000 tên lửa và rocket. Hầu hết kho vũ khí của nhóm này là rocket đất đối đất nhỏ, không có dẫn đường. Tuy nhiên, nhóm này được cho là có cả tên lửa chống hạm và chống máy bay, cũng như tên lửa dẫn đường có khả năng tấn công sâu vào trong Israel. Theo đài truyền hình CNN, kể từ tháng 10 năm 2023, các cuộc giao tranh tại biên giới Liban giữa Hezbollah và Israel bùng nổ, với nguyên nhân chủ yếu là vì cuộc chiến ở Gaza. Nguy cơ căng thẳng tăng lên sau khi Israel tuyên bố sẽ tấn công quyết liệt vào Hezbollah, cáo buộc nhóm này gây thiệt mạng cho nhiều người trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan. Về phần mình, Hezbollah bác bỏ mọi trách nhiệm về vụ tấn công. Mặc dù cho tới nay, xung đột vẫn đang được kiềm chế, nhưng nó vẫn đang đè nặng lên một quốc gia 5 năm chìm trong khủng hoảng trong nước. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột với Israel đã buộc khoảng 95.000 người phải chạy trốn khỏi miền nam Liban. Liban vẫn đang phải hứng chịu hậu quả từ một cuộc sụp đổ tài chính thảm khốc đã làm rung chuyển đất nước vào năm 2019. Do nhiều thập kỷ chi tiêu hoang phí và tham nhũng, cuộc suy thoái đã làm đồng tiền mất giá, hệ thống ngân hàng sụp đổ, nhà nước tê liệt và thúc đẩy tình trạng nghèo đói cùng làn sóng di cư lớn nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990. Những người lao động trong khu vực công với mức lương bị cắt giảm nằm trong số những người cảm nhận được tác động từ suy thoái. Viện trợ từ Qatar và Mỹ đã giúp tăng nhẹ mức lương của quân đội Liban, từ lâu được coi là yếu tố quan trọng để duy trì hòa bình dân sự. Trong tháng 5, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết việc thiếu hành động đối với các cải cách kinh tế cần thiết tiếp tục gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và người dân. Quỹ cho biết không có chiến lược đáng tin cậy và khả thi về mặt tài chính cho hệ thống ngân hàng. Liban không có nguyên thủ quốc gia hoặc nội các được trao quyền đầy đủ kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống của Michael Aoun kết thúc vào tháng 10 năm 2022, để lại một khoảng trống quyền lực chưa từng có. Kể từ đó cho tới nay, chính phủ của Thủ tướng Najib Mikati phục vụ với tư cách tạm quyền. Việc lấp đầy vị trí tổng thống và thành lập một chính phủ được trao quyền đầy đủ đòi hỏi phải có một thỏa thuận giữa các phe phái chia rẽ sâu sắc của Liban. 13 năm kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra, Liban, một quốc gia chỉ có 4 triệu người Liban, vẫn là nơi có dân số tị nạn bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Khoảng 1,5 triệu người Syria, trong đó một nửa là người tị nạn, đã đăng ký chính thức với cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR. Nguồn tài trợ cho cuộc khủng hoảng Syria đang giảm, phản ánh sự mệt mỏi của các nhà tài trợ đang vật lộn với các cuộc xung đột khác trên khắp thế giới. Bất chấp sự khác biệt trong tư tưởng chính trị, các đảng phái chính trị của Liban đều đồng thuận với ý kiến cho rằng người Syria nên được đưa về nước.